Hello, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã đến với Sân Miền Tây 83 nha cả nhà. Thì ngày mới em cũng chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ ha. Thì hồi sáng á, em đi chợ, em có mua được, em thấy ớt ngon quá nè, ớt đồng nè. Em cũng mua được 1 kg ngoài ha, được 6 con. Ba con này thì bữa nay em sẽ là nấu canh chua cơm mẻ nha cả nhà. Cơm mẻ ở nhà nuôi nè. Còn ba con này thì em sẽ xào sả ớt. Em cũng có gai vườn á, em lấy được ít sả nè. Rồi ở đây thì có ngò gai, ngò ôm, cũng như là một cây chuối cây ha. Ở đây cũng có rau muống nè, ăn kèm thì cũng có rau muống, rồi bún. Thì bây giờ em cũng bắt tay vào việc, em đi sơ chế cái ớt này nha cả nhà. Xin mời cả nhà đi theo Sơn nha. Bây giờ em sẽ rửa sơ qua với nước cả nhà cho nó sạch những cái máu bầm á. Rồi xong rồi em sẽ rửa lại với chanh với muối, cũng như là ba con này em sẽ nấu một tí nước ấm ha, làm em vệ sinh cho sạch để em dùng cái da luôn nha. Ớt đồng tháng này nó cũng hiếm đó cả nhà, tháng mưa nó mới nhiều. Giống như tháng này thì nó cũng hiếm nên cái giá nó cũng hơi mắc á. Người ta mần cho mình cũng không sạch, mình thử mình về mình phải là vệ sinh lại. Mình rắc vô đây một tí chanh nha, vệ sinh cái da nó cho sạch, tại vì có ba con đó là em sẽ lấy da đó. Ớt này mình phải làm cho kỹ nha, cho nó bớt đi cái mùi tanh đó. Thì mình phải rửa đi rửa lại rất là nhiều lần cho nó sạch.
Thì sau khi sơ chế qua nhiều công đoạn thì bây giờ em cũng cắt ra để chút xíu em xào sơ ớt á. Cái xào sơ ớt thì mình cắt cho vừa ăn ha. Tết đồng mà tháng này mà bắt dính nó là cũng là một cái vấn đề đó cả nhà. Cái này chắc phải mò hang đồ này nọ. Thường thì ớt đồng thì tháng mưa nó mới ra. Ba con này thì em sẽ cắt mỗi con ra làm hai thôi ha. Tại vì khi mà mình nấu mẻ mà mình cắt bự quá thì cái cắt nhỏ quá thì nó sẽ nát con ếch. Này em cũng cắt rồi, em cho qua một bên ha. Bây giờ em cũng rửa xả rồi nè, bây giờ em bào ra nha. Bào ra để chút xíu mình xào xả ớt một miếng với một miếng là mình phi lên để mình nấu cái canh chua cơm mẻ cả nhà. Bào ra đây trước, chút xíu em sẽ băm lại nha. Có cái dao bào này cũng đỡ lắm, bén. Xào xả ớt này á, mình để xả nhiều nhiều tí cho nó ngon nha. Cái thớt nó hơi được bị nhỏ cả nhà, mình thử ra không có băm được, em đi dần dần từ từ. Này em ăn cây hơi nhiều, mình thử ra em để 3 trái nha. Còn cô chú anh chị nào ăn cây không được á thì mình để ít thôi. Rồi, xả bây giờ em cũng băm rồi ha. Em cũng đập một tép tỏi luôn để em để lên em phi á. Cho vô đây. Bây giờ em cũng đặt chảo lên để em phi tỏi với xả đó. Em nấu cơm mẻ nha, chua cơm mẻ.
Chảo giờ cũng khô rồi, em cho vô đây một tí dầu ăn. Rồi, em cũng cho tỏi với một ít sả băm mà có ớt á, tí thôi nha. Giờ tỏi chín vàng rồi, em cho vô đây một tô nước nha. Trong cái khoảng mà thời gian á, đợi cho cái nước lẩu á, nó sôi á, em cũng dầm mẻ luôn nha. Em lượt mẻ. Mẻ này nhà nuôi á cả nhà. Mình thử ra là nó chua lắm. Em nấu để ăn bún á, mình thử cho em nấu cái nước nó hơi nhiều. Để hồi mình ăn với bún á, mình cho mẻ hơi nhiều tí nha. Cái mẻ này mình phải lượt cho kỹ để nó lọt xuống dưới á. Mình lượt không kỹ á, nó lọt xuống dưới mình ăn hồi nó cọn dữ lắm. Giờ nước lẩu nó cũng sôi rồi, em cũng cho cái nước cơm mẻ vô nha. Trong cái khoảng thời gian mà đợi nước á, nó sôi lên để em cho ớt vô để em nêm nếm á, thì em cũng tranh thủ em lật vô muống nha, với bào cái cây chuối cây ra luôn. Muống này non quá chừng. Rau này non á, lật nó nghe bóc 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 bóc. Rau nêm này hồi á mình cắt nhuyễn, mình để lên mặt á, với mình chừa một miếng ở ngoài mình nhúng nha. Cái này thì người ta cắt ngang ngang thì nó cũng non rồi cả nhà, cũng không có già gì, lấy ra những cái dơ được. Cái này thì mình xào rau nêm thì chỉ có hai loại thôi ha, ngò gai với ngò ôm thôi. Nước lẩu bây giờ nó cũng sôi nè cả nhà. Em nêm nếm luôn nha. Em cho vô đây miếng muối. Một ít bột ngọt nha. Với một tí nước mắm.
với một miếng đường nha. Đường thì mình cho nhiều một tí, tại vì ở trong cái mẻ nó chua. Em nêm nếm xong rồi bây giờ em cho cái phần ớt vô luôn nha. Phần ớt nóng lẩu nè. Rồi bây giờ mình nấu cho nó chín thì mình bắt ra lẩu thôi. Này thì nó cũng đơn giản à. Chút xíu mình cắt rau nêm để vô nha. Ớt giờ nó cũng chín rồi nè cả nhà. Mà cắt rau nêm vô nè. Chút xíu á. Mình đưa lên cái nồi lẩu á, mình ăn thì mình cắt vô thêm vài lát ớt nữa nha. Rồi bây giờ em cũng nhắc ra luôn. Rồi bây giờ em cũng cho chảo lên để em phi tỏi á, phi xả, em xào xả ớt luôn nha. Chảo bây giờ cũng nóng rồi, em cho tí dầu ăn vô nha. Cho dầu nó sôi thì em sẽ cho tỏi với xả ớt vô nha. Em phi một miếng rồi em mới cho ớt vô. Mình cho 1/3 dĩa này nè để mình xào cho nó thơm á. Tỏi ớt với xả nó cũng vàng nè, thơm nè. Em cho cái phần ớt còn lại để em xào xả ớt. Em sẽ nêm luôn nha. Cho vô đây một tí nước mắm. Một ít bột ngọt. Một ít đường. Cho vô đây một tí muối nha. Một tí nước màu. Rồi, bây giờ em sẽ xào đều lên nha. Cho nó thấm gia vị, cho nó săn, thấm gia vị. Em cũng cho một tí sa tế vô nha, cái màu nó đẹp. Cái này hồi bữa trước nấu cái món gì đó nó còn 1/3 hũ nè, em cho vô hết luôn. Cả nhà không xài sa tế, chứ cô chú không xài sa tế thì xài tương ớt cũng được. Nên em xài sa tế. Ớt bây giờ nó cũng đã săn rồi nè. Em cho vô đây một tí nước nha. Một tí nước để cho nó chín con ớt đó cả nhà.
trong cái khoảng thời gian mà đợi ớt chín đó, em cũng ra em cắt cái cây chuối cây để em rửa luôn nha. Cái cây chuối này nó cũng sạch nè, em rửa trước, chút xíu em sẽ bào ra nha. Sau khi rửa xong á thì em cũng cắt vài quả chanh vô cái nước đó cả nhà, để em bào cái cây chuối á, đừng có cho nó bị đen nha. Em cắt vô đây 3 trái nha. Cái cây chuối á cả nhà gọt cái lớp vỏ bên ngoài bỏ ha, cái lớp bóng bóng á để mình bào á cho nó đừng có bị trơn, với lại nhìn cái miếng chuối nó ngon á cả nhà. Ăn cái cây chuối này nè cả nhà, thì thường thì người ta sẽ ăn cái cây chuối sim ha, không ai ăn cây chuối già nha, tại vì ở trong cây chuối già nó sẽ có cái chất đắng á. Ăn cây chuối sim cho nó ngọt nha. Giờ em cũng bào vô để cho nó trắng á. Rồi sau khi bào xong á thì em sẽ ngâm ha,
ngâm trong một lát để cho nó trắng cái miếng chuối ra, rồi mình đi rửa 2-3 lần nước rồi mới được nha cả nhà. Mình ngâm vậy đó là nó trắng ra nha. Ớt lúc này em thấy nó cũng chín rồi nè cả nhà. Chín rồi ha. Em cho cái phần sả ớt còn lại em cho vô luôn để cho nó thấm gia vị cho nó ngon nha. Bây giờ em sẽ đảo lên cho đều rồi em cho nó thấm đâu đó đàng hoàng đó, thì em sẽ nhắc ra nha. Bây giờ ớt xào sả ớt á, nó cũng sôi lên, nó cũng chín rồi nè cả nhà. Thì em cũng múc lẩu ớt ha. Lẩu ớt cơm mẻ ra cái nồi lẩu nhỏ với lại ớt xào sả ớt ra để em dọn lên. Em mời cả nhà cùng ăn luôn nha. Thì cả nhà ơi, nãy giờ em cũng nấu cái lẩu rồi nè cả nhà. Lẩu mẻ ớt đó cả nhà, với ớt xào sả ớt. Thì bây giờ em cũng dọn lên, em mời cả nhà cùng với anh Tấn ăn với em nha. Em xin chào cả nhà nha. Em mời cả nhà ăn ớt nấu mẻ với anh em nha. Lẩu ớt nấu mẻ, để em gấp bún. Bỏ rau vô. Đem bỏ rau. Bỏ chuối á. Chuối vô nhẹ nha. Cây chuối, chuối cây. Chọn cho nó thơm. Rồi dùng đi em. Em mời cả nhà cùng dùng với em nha. Rồi em mời cả nhà. Có hả tới vừa nó thơm ha. Dạ. Lẩu ớt nấu mẻ. Cây chuối nữa nha, nước mẻ, tấm nước mắm này, chuối này là cây chuối, cái này là kêu bằng cái gỏi, gỏi cây chuối đó ở trong đó nha, ngon. Em nêm vừa ăn không? Vừa. Lẩu chua mà được chuối cây còn gì bằng đó.